Trước tình hình cơn bão số 5 sắp đổ bộ vào đất liền, là một trong những địa phương được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão, các lực lượng chức năng của thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều phương án ứng phó, đồng thời đảm bảo nghiêm công tác phòng chống dịch, đặc biệt là ở những khu vực cảng cá, vùng vịnh. Lực lượng công an, quân đội, dân phòng, dân quân tự vệ đang được huy động để gấp rút hỗ trợ bà con ngư dân đưa thuyền thúng lên bờ, chằng chống cố định để tránh va đập, thiệt hại. Mọi công tác đang được triển khai khẩn trương trước khi cơn bão số 5 đổ bộ vào đất liền. Thứ nhất là tuyên truyền vận động, nếu có cái ghe thuyền thúng, thứ nhất là họ kéo vào để đảm bảo việc cái chằng chống cho nó đảm bảo không có bị va đập dẫn đến cái tài sản bị hư hại. Và thứ hai nữa là lực lượng của toàn bộ lực lượng của phường, như dân quân, công an, bảo vệ dân phố và các lực lượng của phường đã cùng với nhân dân kéo tàu thuyền thúng vào chằng chống để đảm bảo việc. Ở đây cũng lên biển ngang cũng thúng mũng đồ cũng nhờ mấy chú rồi xuống tiếp dân rồi đây. Cũng cảm ơn với cơ quan đồ cũng giúp cho dân. Còn tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, nơi neo đậu của hàng ngàn tàu thuyền có công suất lớn, các lực lượng chức năng cũng đang hướng dẫn bà con ngư dân vừa có thể xuống thuyền sắp xếp, bảo vệ tài sản, vừa phải đảm bảo nghiêm các quy định phòng chống dịch. Có phương án là trình Ủy ban nhân phố để mà cho phép các cái tàu Đà Nẵng đang đánh bắt trên biển vào cái khu vực âu thuyền neo đậu tránh trú bão. Còn đối với cái việc mà các cái ngư dân chủ thuyền mà muốn có cái nhu cầu xuống mà chằng buộc các cái trang thiết bị và cái đảm bảo cái an toàn tàu thuyền khi neo đậu tránh trú bão thì ban quản lý tạo điều kiện là cho phép các người dân vào thực hiện với điều kiện là đầy đủ các cái yêu cầu về phòng chống dịch. Trong hoàn cảnh vừa ứng phó với bão vừa phòng chống dịch nghiêm ngặt, thành phố Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo các lực lượng xây dựng phương án di dời nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đưa đến những nơi an toàn nhưng phải kết hợp chặt chẽ phương án phòng chống dịch. Đồng thời, cho phép người dân sửa chữa, gia cố nhà cửa, nhất là các quận huyện có nguy cơ sạt lở. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng đang được huy động để hỗ trợ nhân dân và tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong thời điểm này.